Hello everyone. Các bạn đã nghe rõ cô chưa nhỉ? Hello. Rồi, chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với lớp học cùng với cô nhá. Thì cũng đã một tuần rồi cô không được gặp các con, cũng bởi vì là thứ hai thì chúng mình được nghỉ lễ đúng không? Và đến thứ năm thì cô lại không cô lại phải ở nhà, cô không lên trên trung tâm được, thế nên là chúng mình nghỉ mất một tuần rồi. Thì hy vọng là buổi học ngày hôm nay sẽ khơi dậy lại cái tinh thần học tập của các con trong suốt khoảng thời gian vừa qua nhá. Ok. Cô nghĩ là các bạn cũng đang thi rồi đúng không? Đang thi cuối kỳ rồi đúng không? Thi gấp rút luôn ha. Không biết là đã nhận được kết quả chưa nhỉ? Các con đã có kết quả chưa? Hay là bạn nào vừa mới thi xong? Vừa rồi thì cô cũng có thấy là một số bạn đã khoe cô là cô ơi, hôm nay con thi môn này đúng không nhỉ? Thì cô hy vọng là các con sẽ đạt được điểm thật là cao nhá. Ok, có bạn nói là tiếng của cô nhỏ à? Ở phía cô thì hiện tại cô đang kiểm tra là mic của cô đang rất to rồi. Không biết là con có thể thử tăng âm lượng ở máy của mình lên xem là có rõ hơn không ha. Ok. Rồi thì cô sẽ chào một số bạn nhá. Rồi cô chào bạn Tường Vi này, hello bạn Ngọc Tuyết này. À bạn Ngọc Tuyết thì chưa thi học kỳ. Ok. Hello Phương Thúy Mai, hello Minh Nguyễn, hello bạn Sâm Vũ. Không biết là tên thật của các bạn là gì đây. Xin chào Thanh Xuân, xin chào Hồ Hạnh. Cô chào bạn Thủy Nguyễn này. Ok. Hello Uyên Hà, hello bạn Ngọc Lương. Xin chào bạn Kim Ngân ha. Ngân thấy tiếng của cô bé à con? Có bé quá không nhỉ? Con đã thử tăng âm lượng ở máy điện thoại của mình chưa? Thử nhá. Có gì thì lại nhắn báo cho cô vào phần comment nha. Ok, hello Võ Ngọc, Võ Lê Bảo Ngọc. À, tuần trước thì con thi rồi, ok. Không biết là tuần này thì con đã nhận được điểm chưa? Ok, hello bạn Nguyễn Hồng này, bạn thi môn gì được 9,5 ấy nhỉ? Khoa học ha? Alright, hello Thịnh Phúc, yes. Xin chào bạn bạn Hiên Vũ này, bạn Thiên Thiên này, Tú Quyên này. Ngọc Nguyễn đã này cũng khá là đông các con rồi đúng không? Tuy nhiên thì vẫn cô thấy là hôm nay lại chưa đông các bạn như mọi khi. Có phải là sau một tuần rồi quên mất lớp của cô không? Hả? Ok, hello Gia Hân, hello bạn Yến Quách. Bạn được toán 9 này, 10 điểm tiếng Việt này. Ok, điểm rất là cao đấy. Cố gắng lần sau thì môn toán mình cũng được 10 luôn nhá. Ok, và cô đang rất là mong đợi điểm kết quả của môn tiếng Anh của con nữa. Ok, hello bạn Minh Khôi, rồi bạn Nguyễn Phượng nữa này. Rồi. Ok, bạn Nguyễn Quyền thì báo với cô là được có 10 điểm toán tiếng Việt và cả tiếng Anh nữa, đúng không? Ok. Bạn Thỏ Con thì cũng bảo với cô là con thi rồi. Bạn Thịnh Phúc thì khen là cô xinh quá, cô cảm ơn con rất nhiều. Alright, cô cảm ơn cả bạn Ngọc Tuyết đấy nhá. Thùy Dương thì hôm nay thi toán tin và Anh, mai thi tiếng Việt. Ok, cố gắng con nhá. Bạn Phương Thúy Mai thì đã thi được tiếng Việt, tiếng Anh rồi này, toán nữa này. Và được 3 con 10, wow, ok, very good. Ok, Thanh rồi, chào Thanh, chào bạn Hà Đặng này, chào bạn Nguyệt Kim. Mém quên cô rồi đúng không? Thế là cô buồn đấy. Ok, rồi xin chào bạn Lương Phúc Lộc này. Hello Hà Anh. Hello bạn Hương Vinh Hoàng. Alright, hello bạn Ngốc Xít. Wow, cái tên rất là dễ thương đúng không? Bạn Tú Lê Xuân đúng không? Khoe với cô là được 10 điểm tất cả các môn. Ok, rất là xuất sắc. Rồi cô chào bạn Nguyên này. Ok, hello Thái, cảm ơn Thái nhá. Nguyễn Ngọc Trâm Anh. À, bạn hỏi tên cô đúng không? Hôm nay là buổi đầu tiên của con à? Thì cô tên là Lam Anh nhá. Như ở phần trên, phần mô tả cái thông tin lớp học của mình ấy, cũng có tên cô rồi mà, đúng không nhỉ? Rồi, tên cô là Lam Anh nhá. Và nhớ là cô sẽ đồng hành cùng con vào các lớp 20 giờ thứ 2 và thứ 5 nhá. Ok. Alright, rồi. Cô đã thấy là tương đối các bạn vào học rồi. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu lớp học luôn nhá. Ok chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa?
Ok, nào. Xem là ngày hôm nay chúng mình học về âm gì đây? À, hôm nay chúng ta sẽ học về bài voiced at, đúng không? Có nghĩa là mình viết là at nhưng mà mình không có đọc nó là âm s như bình thường. Bình thường khi mà các con nhìn thấy âm s này thì các bạn dễ sẽ đọc thành âm âm s, đúng không? Đúng không? S. Ờ, thế nhưng mà voiced at này thì chúng ta sẽ đọc là âm z. Ok. Z. Nào, bây giờ thì chúng mình hãy thử phát âm âm này cùng với cô nhá. Ok. Louder please. Z. Ok, once again. Z. Alright, very good. Rồi, một số bạn hình như là chưa 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 sẵn sàng lắm đúng không? Cô biết đấy nhá. Nên là bây giờ thì quay trở lại với lớp học và cùng cô và các bạn học thôi nào. Ha. Ok. Nào, hãy nhìn xem là hôm nay chúng mình sẽ có từ vựng gì. Number one, cô nghĩ là từ này ai cũng biết và nhìn hình thì cũng đoán được luôn. Là cái mũi, đúng không nhỉ? Cái mũi. Rồi, cái mũi trong tiếng Anh thì mình sẽ phát âm như thế nào? Ok. Nose. 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 Ok, mình sẽ không đọc là nose đâu nhá. It's not. Ok, là chưa đúng. Mình sẽ đọc là nose. Z, 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 z. Ha? Ok. Nào, bây giờ thì cô sẽ mời một số bạn đọc cùng với cô này. Ngọc Tuyết này, Bảo Anh này, An An, bạn Tiên, bạn Gấu, bạn Huy, bạn Huy phải sửa lại cho cô vì viết sai từ nose mất rồi. Bạn Nguyễn Hải Yến, Mai Hiền và bạn Hương Nguyễn nhá. Những bạn mà cô vừa gọi tên thì đọc cùng cô từ vựng này. Ok. Nose. Nose. Alright, very good. Thank you. Tiếp theo nào, Ngọc Ngọc Ly, Ngọc Lê, right? Ngọc Ngọc Ly, ok. Phương. Bông bông. Thiên Bảo. Bạn là Big City thì tên thật của con là gì nhỉ? Cô lại quên mất rồi. Ok, Tú Quyên nữa. Và bạn bạn Vũ Thị Bích, cô lại quên mất tên của con rồi. À, là Châu, ok. Rồi những bạn Trang nữa nhá. Những bạn mà cô vừa gọi tên thì đọc cùng với cô lại từ này nào. Siêu dễ đúng không? Nose. Nose. Ok. I've got a nose. Cô có một cái mũi thôi. Ok, I've got a nose. Ok. Great. Nào, cô sẽ xem là các bạn đã theo dõi đến đây cùng với cô chưa? Hoàng Anh, ok rồi. Ngọc, yes, very good. Uyên ha, Uyên knows, ok. Ngọc Anh cũng đã viết đúng rồi. Diệp Chi, yes, very good. Vân Anh, ok. Thương là cái mũi này. Trinh, yes, well done. Minh Châu, chính xác rồi. Hương Giang cũng đã biết đúng rồi. Nose. Bạn 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 gì nhỉ? Bạn Biên Nguyễn còn phiên âm cho cô thành no xì à? No, no xì à? Là cái gì thế? Cố gắng phát âm thật là to và đọc cùng cô và các bạn con nhá. Ok. Ngọc Anh, ok rồi. Phương Ảnh, yes, alright. Tuấn cũng đã đúng rồi này. Thanh, dạ, yeah, very good. Khuê, chính xác. À ha, cô nhớ rồi nhá. Tên là Thi, bạn là Big City thì tên thật của bạn là Thi. Ok. Ngọc Anh. Bảo Nam, ok, hello Bảo Nam. Rồi, bạn Hoài Phan đúng rồi này. Phương Anh Nguyễn chính xác, Hải Yến đúng này. Rồi, ok, Đinh Trung Tín đúng không nhỉ? Yes, very good. Rồi, Kim Ngân cũng đã đúng rồi. Rồi, đa số là các bạn đều viết chính xác rồi đấy. Không ai sai từ này nữa nhá, vì từ này thì là một bộ phận ở trên 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 khuôn mặt mình rồi. Mình cũng học rất là nhiều lần rồi, cô tin là như thế. Nên là không được quên nhá. Ok. Nào, tiếp theo nào. Very beautiful, đúng không? Rất là đẹp. Bông hoa hồng, đúng không nhở? Hoa hồng. Rồi, hoa hồng trong tiếng Anh thì mình sẽ đọc là rose. Rose. Again. Rose.
Rose. Ok, cũng không phải là Rose đâu nhá. Rose. Rose. Ok chưa? Rồi, cô sẽ mời bạn Phong này, bạn Hùng này, bạn Long này. Thịnh Phúc. Minh Anh. Trang. Ngọc Anh. Bạn Ly Trương. Đây, bạn Ly Trương nhá. Nào, những bạn mà bảo anh nữa, những bạn mà cô vừa gọi tên thì đọc cùng với cô từ bông hoa hồng siêu xinh đẹp này nào. Rose. Ok, again. Rose. Very good, very good. Alright. Hoàng Anh, Minh Thi. Bạn Hiệp Vũ, bạn Phương Dung Nguyễn. Bạn Tính Lê Thị này, bạn Linh. Đọc cùng cô nào. Rose. Rose. Ok. Rồi bây giờ thì mình đã có hai từ rồi đúng không? Mời bạn một bạn duy nhất này. Bạn Thương đọc cùng với cô hai từ luôn. Number 1 nose. Number 2 rose. Ok. Ok. Rồi. Cô sẽ xem là các con đã gửi cho cô phần từ rose chưa nhá. Nguyên, yes, very good. Rồi, Mai Hoa Thị Xuân đúng rồi này. Bạn Chu Tuyết, rose là hoa hồng, yes. Bạn Huỳnh, yes, very good. Bạn Khuê Khuê cũng đã biết đúng rồi. Giang viết chính xác, Nhật Anh ok. Bạn Toàn Thủy, không sao cả, chúng mình cũng vừa mới bắt đầu thôi nhá. Con hãy tiếp tục theo dõi bài nhá. Bạn Nguyễn Hoài ok. Bạn Hà Anh chính xác rồi. Bông Bông, rose, very good. Nguyễn Quyền này, chính xác này. Thơ Nguyễn đúng rồi này. Phương Anh ok rồi. Ok. Alright, rồi, tiếp nha. Alright, đây là một hành động. Cô nghĩ là các bạn sẽ đoán được khi mà nhìn thấy, nhìn thấy hình ảnh đúng không? Là gì nhỉ? Close. 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 Ok, once again. Close. Close, ok. Hãy đọc thật to và rõ ràng cùng với cô nha. Được chưa? Rồi, nào một số bạn chuẩn bị sẵn sàng để cô gọi tên nào. Thiện Nhân. Gia Hân. Bạn Diệp. Bạn Thịnh Phúc. Bạn Trâm Anh. Nguyễn Ngọc Trâm Anh. Bạn Tuấn Hưng. Bạn Huy. Ok, những bạn mà cô vừa gọi tên thì đọc cho cô từ vựng này nhá. Close. K, nhớ bật âm K, nhẹ một chút cho cô nhá. Close. Close. Ok. Close the door, please. Close the door, please. Ok, làm ơn hãy đóng cửa giúp tôi. Vậy thì từ close của mình có nghĩa là đóng nhá. Và đóng cửa thì mình sẽ có cụm là close the door, là đóng cửa lại. Và một cách lịch sự ấy thì khi mà chúng mình nhờ ai đó hay yêu cầu ai đó đóng cửa giùm mình thì mình thêm cho cô từ please nhá. Close the door, please. Ok. Open the door, please. Alright. Open là mở và close là đóng. Ok. Bạn Hiếu cần sửa lại cho cô từ close. Bạn gõ nhầm thành chữ R ở cuối mất rồi này. Thành âm R rồi. Ok, E ở cuối cùng nhá. Close. Như đúng rồi. Thành, ok. Huy, very good. Huỳnh, chính xác. Bạn Nam Anh Dương. Nguyên, ok. Minh Thi, chính xác rồi. Tường Vi, alright. Thi cũng đã đúng rồi này. Hello, bạn Bắp này. Bạn Bắp Gia Bảo đúng không? Ok, Hoàng Anh, alright. Gấu, đúng rồi. Hoài Phan, ok. Phương, yes, Phát. Phát đã gửi cho cô từ bông hồng. Ok, có lẽ là bây giờ bạn ấy mới theo dõi được đến phần bông hồng. Hoặc là bây giờ cô mới nhận được tin nhắn của con vì bị trễ. Ok, bạn Tươi Nguyễn là close là đóng nhá con nhá. Là hành động đóng. Con sửa lại giúp cô ha. Sửa lại giúp cô cái nghĩa nhá. Close. Ok. Nào, tiếp theo nhá. Các bạn ơi, tiếp theo. Ok. Đây là một cái nút mà khi chúng mình xem video ở trên YouTube này hay là chúng mình nghe nhạc ấy thì sẽ nhìn thấy cái nút này. Và đây là nút tạm dừng. Được chưa nhỉ? Nút tạm dừng. Đây chính là cái nút mà có hai cái dấu gạch gạch ở đây. Đúng không? Mình sẽ có nút tạm dừng và nút
tiếp tục đúng không nhỉ? Nút play. Rồi vậy cái nút tạm dừng này thì mình sẽ gọi là pause. Pause. Được chưa? Pause. Z, not s. Ok. Pause. Alright. Rồi ai sẵn sàng cùng với cô nào? Bạn ok, nào cô sẽ mời bạn có nick Facebook là nhà may Bích Thuận nhá. Cô chưa biết tên con thì con hãy gửi tên cho cô nhá. Bạn gấu này, bạn Nguyễn Hồng, bạn Phong, Hà Đặng. Yeah, Hà Đặng này. Hương Giang này. Let's see, some more. Hà Anh, ok. Lê Thanh Tâm. À Nguyên chứ nhở? Sorry con, Nguyên ha. Nguyên. Vi. Và ok. Và bạn Nghiêm Huyền. Rồi, đọc cùng với cô từ này nhá. Pause. Pause. Again. Pause. Ok, vậy thì mình sẽ có hai cái nút nhá. Cái nút này là nút play và cái nút này là nút pause. Khi mà các con muốn dừng lại, tạm dừng một cái video con đang xem, một bộ phim mà các con đang xem hay là một bài hát mà các con đang nghe thì con sẽ dùng cho cô từ cái nút pause nhá. Và khi mình muốn xem lại thì mình dùng play, đúng không? Ok, now Huyền còi à? chính xác. Let's see, Hiệp Vũ đúng rồi. Hoàng Anh ok. Bạn Mai Hoa Xuân Thị đúng không? Chính xác rồi, là nút tạm dừng mạnh. Alright, Chi. Chi sửa chữ Q thành chữ P cho cô nhá. Chi nhá. Ok. Bạn Thanh Cảnh Hoàng đúng không? Ok, chính xác. Như, very good. Chu Tuyết đúng. Gia Hân cũng đã chính xác rồi. Nguyên ok. Diệp Chi, yes, very good. Bạn Long lại giận cô rồi à. Hiếu ok. Giang nút dừng. Yep. Ừ, đúng rồi. Diệu Linh ok rồi. Phương Anh, yep. Very good. Trần Nguyên ok. Ly Trường. Hương Nguyễn, yep. Duyên Hà cũng đúng rồi này. Hà Vũ này, Ngọc Ly này. Nguyễn Hoài rồi này. Ok, Nguyên đúng rồi. Ngọc Anh, yep. Ánh, yes. Hoàng Long, alright. Là nút tạm dừng, đúng rồi. Phát, very good. Rồi, ok, đa số là cô thấy các con có bình luận rất là đúng rồi đấy. Đúng cái từ vựng này rồi đấy. Và có lẽ là các bạn cũng đã cẩn thận hơn rất là nhiều, đúng không? Để không viết sai nữa. Rồi, hiện tại thì mình đã học được 4 từ vựng rồi nhá. Cô xin mời một vài bạn đọc cùng với cô cả 4 từ vựng này nào. Đầu tiên là bạn Nguyễn Quang Thắng. Tiếp theo là bạn Phúc Nguyễn Bá này, Thu Trương này, Thảo Ly này, Khánh này, Phú này và Hồng Nguyễn nhá. Những bạn vừa gọi cô vừa gọi tên ấy thì hãy cùng cô đọc cả 4 từ luôn. Number 1, nose. Number 2, rose. Number 3, close. And number 4, pause. Ok? Ok chưa? Rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển sang các từ vựng tiếp theo nhá, xem chúng mình sẽ có từ gì đây. Ok. Noise. Noise là tiếng ồn. Tiếng ồn thì mình có từ noise. Và ồn ào tính từ thì mình có từ noisy. Đúng không nhỉ? Ok. Các bạn hãy để ý cho cô nhá. Rồi, Châu nào, cô xin mời Châu này. Bạn Vũ Thị Hạnh này, Thùy Linh này, Nguyễn Hoài, Thanh Tân Nguyễn, bạn Võ Lê Bảo Ngọc, bạn Thái và bạn bạn nào nhỉ? Bạn Gấu đi. Bạn Gấu nhá. Những bạn mà cô vừa gọi tên ở đây, cô thấy có bạn Ánh nữa đang rất sôi nổi đây. Cô mời bạn Ánh và bạn Huy ngay phía này, cô đang nhìn thấy tên của con nhá. Nào đọc cùng cô, tất cả các bạn cô vừa gọi tên thì đọc cùng cô từ vựng này. Tiếng ồn là noise, đúng không? Ồn ào là gì? Noisy. Ok, noise, noisy. Nhớ chưa nhỉ các bạn, nhớ chưa? Danh từ tiếng ồn là noise. Và
Ồn ào, trời ơi ồn ào quá. Là gì? Noisy. Alright. Bạn Nghiêm Huyền, yep. Là tiếng ồn con nhá. Noise là tiếng ồn, ok. Đăng, đúng rồi. Nguyên, noise, thi, yep. Nhớ là tiếng ồn danh từ nhá. Duy Anh, ok. Tường Vi, yeah, very good. Thanh Phan, alright rồi. À là bạn Phương chứ nhỉ? Bạn Phương, ok rồi. Nguyễn Hùng này. Bạn Giàn, bạn Phạm Giàn, tên thật của con là gì nhỉ? Cô quên mất rồi. So sorry con. Trà My, đúng rồi này. Nguyên, yeah, very good. Trâm Anh, yeah, Nguyễn Ngọc Trâm Anh, đúng. Hương Giang cũng đã biết chính xác rồi. Nguyễn Ánh Dương, ok. Thu Hường, perfect. Đạt thì cần sửa lại cho cô nha, do lỗi 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 gõ thôi đúng không? Cố gắng nhá. Rồi, Võ Trọng Lành chính xác. Hoài Phan, ok. Tuấn Vũ, very good. Diệp Chi chính xác rồi. Phú Huy, yep. Là tiếng ồn và ồn ào thì mình có từ nói gì? Ha? Các bạn để ý lại giúp cô cái phần đấy nhá. Ok, Phương Vi, yes. Alright. Minh Đạt cũng đã đúng rồi. Ngọc Anh này. Chi. Bạn Hào Đoàn. Yep, Minh Đăng, ok. Rồi các bạn nhanh quá nhở, các bạn cũng đã viết rất là cẩn thận nữa. Ngọc Anh thì sửa lại cho cô em thành en nhá. Noise. Ok. Rồi tiếp theo cho cô nào. Yay, cái này thì chắc là ai cũng biết là cái gì rồi đúng không? Cái gì? Cái kéo. Và cái kéo thì chúng mình sẽ sao nhỉ? Chúng mình sẽ phát âm nó trong tiếng Anh là gì? Scissors. Scissors. Ok, once again. Scissors. Scissors. Ok. Rồi, nào cô xin mời An An. Phương Dung Nguyễn, Hà Giang, Nguyên, Kim Ngân. Ok, Phạm Quyên. Bạn bạn Nho Nguyễn à, đúng không? Ngọc Tuyết. Ai nữa nhỉ? Phong. Nga. Ok. Những bạn cô vừa gọi tên nhá, những bạn cô vừa gọi tên. À đây có bạn Hào Đoàn nữa, cô chưa gọi lần nào đúng không? Tâm nữa này. Thì đọc cùng với cô từ này nhá. Nhìn thì hơi lòng ngoằng thế nhưng mà mình đọc không khó đâu đúng không? Scissors. Again. Scissors. Scissors. Ok. Scissors. Alright. Rồi. Và các con nhớ giúp cô đó là cái từ scissors của mình lúc nào cũng có âm z ở đuôi nhá. Lúc nào mình cũng thêm s ở cuối cùng nhá. Scissors, scissors, scissors. Ok. Rồi, Trâm này, Đạt này, Nguyên này, Hào này, Tuấn Anh này, Phú Huy, đọc cùng cô nào. Từ vựng này. Scissors, scissors. Ok. Bạn Ly Ly Trương đúng không? Ok. Lan Anh Trịnh nữa nào. Hạnh Phan, Phạm, sorry, Hạnh Phạm đúng không? Ok, nào đọc với cô nào. Scissors. Scissors. Ok. Rồi, khá là tốt rồi đấy. Các con cũng nghĩ là đã dần dần cô thấy được cái sự cẩn thận của các bạn khi mà các bạn gửi cho cô bình luận các từ vựng đấy. Ok, rất là tốt. Rồi, nào, chúng mình hãy cùng nhau đến từ vựng tiếp theo thôi. Ok. Đây là cái gì nào? Là cái quần bò đúng không? Đúng không? Quần bò. Và quần bò thì mình gọi là jeans. Jeans. Ok, once again. Jeans. Ok, không khó đúng không nhỉ? Nào cô xin mời phát này. Bạn Ngọc Xương Chân chết rồi. Uyên đúng không? Uyên hay là Ngọc ấy nhỉ? Ok, cô gọi tên theo nick Facebook của con nhá. Ngọc Xương Chân nhá. Cô lại quên mất tên mất rồi. So sorry. Phong nữa. Đây có bạn Nga này. Ok. Ngọc Anh, Châu, Linh, bạn Nghiêm Huyền và bạn Duy Anh. Đọc cùng với cô nào. Quần bò là jeans. Ok. Quần bò là gì? Jeans. Alright. Rồi, Thùy Dương chính xác rồi đây.
Nguyễn Hoài, ok, bạn Cao Đinh. Đúng này, Hà Vũ cũng đã biết đúng rồi. Ngọc, yep, Nguyên, ok. Ok. Các bạn có thích mặc quần jean không nhỉ? Có thích mặc quần bó không nhỉ? Cô thì cô rất là thích mặc quần jeans đấy. Ok. Rồi bạn Huy Vọng này, chính xác. Ngọc Anh cũng đã viết đúng rồi. Hoàng Long, ok. Nguyên, alright. Rồi Phú, jeans. Jeans của con thêm S cho cô nhé. Từ jeans luôn luôn có S ở cuối nhé. Tuấn Anh, alright. Và nhớ là cái âm S này mình sẽ không đọc là S, mà mình đọc là Z. Jeans, jeans. Được chưa? Nào tiếp theo, đôi găng tay. Nhưng mà các bạn để ý là cái đôi găng tay này thì chúng mình sẽ chỉ có hai phần thôi, một phần là bao quanh bốn cái ngón này và một phần còn lại là bao quanh ngón cái nhá. Thì mình sẽ gọi cái từ này là mittens. Mittens. Ok. Nào, mittens. Được chưa? Mittens. Ok. Nào, bây giờ thì cô mời Hạnh Pha, bạn Cún Lai đúng không? Hà My, Kim Ngân, Hà Vũ, Tâm. Đọc cùng với cô từ vựng này nhé. Từ này. Đôi găng tay nhé. Mittens. Alright. Yeah, các bạn dịch là bao tay cũng đúng đấy. Mittens. Mittens. Ok. Nào, cô mời bạn Hiên này, bạn Hiên Vũ này, bạn Châu này, bạn Hải này, Gấu, Thái. Ok. Kim Ngân thì sửa cho cô từ mittens thêm S nhé. Ha? Đôi găng tay mà, đúng không? Ok. Now, mittens. Alright, mình còn có một cái từ găng tay nữa nhưng mà nó chia thành từng ngón ấy. Các bạn có nhớ không? Lần trước mình có học rồi đấy. Là gì nhỉ? Gloves. Đúng không nhỉ? Gloves. Đó thì đấy là sự khác nhau giữa hai cái loại găng đó. Ok. Rồi, cô xem nào. Thiên Nguyên đúng không? Ừ, biết chính xác này. Bạn Hương Giang cũng đã đúng rồi. Nguyên ok, Tâm ok. Trần Bảo Ngọc biết đúng rồi. Cô thấy bạn Huy cũng đã chính xác rồi đấy. Hiếu, 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 Hiếu lại biết thừa chữ A rồi. Ừ, Ánh, Ánh thì thêm S nhé. Đôi mà đúng không con? Đôi thì phải là hai chiếc, vậy là số nhiều rồi. Hoài, ok, đăng rồi. Alright, rồi như vậy là vừa rồi cô và các con đã cùng nhau học được 8 từ vựng liền. Có những từ dài, có những từ ngắn thì cô hy vọng là các con cũng đã ghi lại những cái từ vựng này vào trong sách, trong vở của mình rồi để mình có thêm những cái lượng từ để mình sử dụng nhá. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần làm bài tập. Cô nghĩ là cái phần này sẽ là cái phần mà các con thích hơn cả, đúng không? Nào, bây giờ thì sẵn sàng cùng với cô để chuyển sang phần này nhá. Ok, sắp xếp cho cô để thành một từ vựng chính xác nhá. Ở đây thì cô có những cái từ vựng, có những cái chữ cái trong một từ mà nó đang bị xáo trộn. Nào, các bạn hãy gửi cho cô phần bình luận nhá. Ok, đây là từ gì đây nhỉ? Là bông hồng. Và bông hồng thì mình có từ từ rose. Ok, cô đã nhìn thấy bạn Châu gửi cho cô từ vựng này rồi. Rất là nhanh. Rất rất là nhanh, ok. Yeah, bạn Gấu cũng đã đúng rồi. Bạn Rosalind. Ok. Tâm cũng đã chính xác rồi này. Bạn Thùy Dương, yep, ok. Ngọc Anh, yep, well done. Bạn Diệp cũng đúng rồi. Ngọc Anh ok, Phát ok. Ngọc Tuyết cũng đã đúng rồi này. Hoài Phan, bạn Nghĩa, bạn Hương Giang, Phú. Thảo này, Vi này. Khách Trà My, Thiện Nhân, alright. Bạn Nguyễn Hoài, bạn Mạnh cũng đã biết rất là đúng rồi. Phương Mai. Yeah, that's right, hun. Mai, ok. Yep, ok, Duy, đúng, chính xác. Dạ, bạn Nguyễn Hoài thì như bên trên cô đã nhận được rồi thì phải. Trâm, dạ, đúng rồi.
Ok, Ngân. Ok, Nam ok. Hương ok. Đâu ở nhà cô, tôi muốn thả like cho con mà mãi không được. Ok, Duy, Thảo Ly và Ngân cũng vậy, cũng đã đúng rồi này. Tú Quyên cũng đã chính xác rồi đây. Alright, rồi bạn Mai Thị Xuân Hoa, ok, rồi đa số các con thì đều gửi cho cô câu trả lời rất là chính xác. Vậy thì đây mình sẽ có đáp án là Rose. Rose, hả? Tiếp này, number 2. Chúng mình vừa học từ này xong hơi dài một tí nên là các con hãy viết cẩn thận nhá. Viết thật là cẩn thận. Bao tay, mình có từ mittens đúng không? Mình có từ mittens. Rồi. Nào, cô đang đợi đáp án của các con nhá. Viết thật cẩn thận cho cô từ này vì hơi dài một tí nên cô sợ các con sẽ viết sai. Ok. So, mittens. Ok, cô đã thấy bạn Nghiêm Huyền, bạn Châu. Yes, bạn Như, ok. Rất là nhanh, ba bạn đã rất là nhanh này. Rồi Phong nữa này. Thanh này. Duy này, chính xác này. Thi, ok. Thương, đúng rồi. Gấu, mittens. Mittens cơ mà nhỉ. Bạn bạn gấu cần phải sửa lại cho cô từ này nhá. Thảo, ok. Rồi, Ánh. Thiện Nhân. Bạn Thảo nữa này. Bạn đã biết đúng. Nguyên rồi, Vi cũng đã biết đúng rồi. Vũ Nhung, alright. Hoàng Phi Hùng. Châu. Châu, right. Châu, ok. Tâm. Thành, ok. Rồi, Đạt này. Bích Ngọc này. Mittens của Kiều Thảo thì lại chưa chính xác nhá. Kiều Thảo sửa lại cho cô nha. Bạn Nguyên, đúng rồi. Ok. Nhật Anh. Bạn Hường cũng cần phải sửa lại từ mittens cho cô. Con đang sai chữ U. Sửa lại nhá. Ok, Trang, ok rồi. Thiên Bảo, mittens. Ok, rồi Huy này, Thảo Ly. Ngân. Hoài, Nguyễn Hoài. Khuê khuê, alright. Ok, rồi. Vậy thì đáp án của chúng mình chính là từ mittens, đúng không nhỉ? Mittens, mittens. Ok. Nào, tiếp theo cho cô này. Câu tiếp theo, cũng một từ dài dài. Một từ dài dài, viết cẩn thận cho cô từ này nhá, để không bị sai nhá. Ok, so cái kéo. Mình có từ Scissors đúng không? Scissors. Nào, để xem là các bạn đã biết được chính xác từ scissors của cô chưa nhá. Ok, Kim Ngân ơi, bây giờ cô mới nhìn thấy bình luận của con này. Ok, scissors. À, đây rồi, cô đã thấy được đáp án đây rồi. Là cô sẽ check xem đã đúng chưa nhá. Yes, ok. Cô cảm ơn bạn Anh Dương Phạm. Như 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 ơi, như ơi. Như viết chưa chính xác từ scissor rồi. Sửa lại nha. Huy, ok. Rồi, đây rồi, Kim Ngân đây rồi, cô thấy con rồi. Cái kéo là scissors, Ánh. Ok, scissors. Nguyệt Kim, ok. Bạn Thanh, yes. Rất là đúng. Gấu cũng đã biết chính xác rồi. Phát. Phong. Phong thiếu âm z, tức là thiếu chữ s ở đuôi của từ scissors nhá. Luôn luôn là số nhiều. Được chưa? Hai cái lưỡi mà, thế nên là mình để số nhiều cho cô nhá. Bạn Thương này, ok. Bạn Thương biết chính xác. Bạn Hương Giang. Very good. Bạn Hoài, Nguyễn Hoài, ok rồi. Châu. Yep. Duy, đúng rồi. Nguyên. Very good. Một bạn Nguyên nữa. Đăng. Ok, cô sẽ cố gắng nhớ tên của Mạnh nhá. Tâm này, đúng rồi này. Thảo này. Thiên Bảo. Rồi, ok, bạn Tùng. Tùng.
Bạn gì nhỉ? Cô khó gọi tên con quá. Đây. Bảo Anh, alright, Ngọc chính xác, Trâm đúng rồi. Ok, vậy là đa số các con đã rất là cẩn thận để sửa và để viết cái từ vựng này thật là tốt đấy. Cố gắng hơn nữa. Ok, vậy thì mình có từ vựng này là scissors. Scissors. Ok. Vừa làm bài và vừa cùng cô đọc lại thì mình sẽ nhớ từ hơn đấy các con ạ. Ok. Nào, đến phần bài thứ hai nhá các bạn nhá. Bài số 2 đó là chọn từ vựng chính xác thôi. Ok, I have three answers here. A, pause. B, nose. C, rose. So which one? Which one? Ok, bạn Mạnh đã gửi cho cô là B này. Đúng không nhỉ? B là nose. Nose là gì? Là cái mũi. Ok, là cái mũi. Vậy thì đó là đáp án đúng rồi. Ok, thì Dương gấu chính xác này. Bạn Thương cũng đã rất là nhanh này. Châu cũng vậy, Châu cũng rất là nhanh. Long cũng thế, rất là tốt. Khánh, Phát, Phong, yeah. Thảo, Phương, rồi Nguyên nữa. Tâm, bạn Trần Lê Hà Linh, ok. B, that's right. Thành chính xác. Thiên Bảo, alright. Vũ Nhung cũng vậy. Một bạn Nguyên nữa. Đã đúng rồi, Trọng Hiếu để chính xác này. Trâm và Thảo Ly cũng đã đúng rồi. Khánh, Thanh Tân, B, yeah, B. Ok, Bảo Hân, B. Liên, B. Hùng, B. Ok. Ngọc, B. Yes, that's a nose, right? A nose. So, B is the correct answer. Ok, so next one. We have A, pause. B, jeans. Or C, mittens. So, which one? Ok, Kim Ngân này, Như này, vừa câu trên cũng đã đúng rồi đấy. Nào, đến câu tiếp theo các bạn. Thử xem cho cô. Xem là các con sẽ chọn câu gì nào. A, pause. B, jeans. Or C, mittens. Mittens. Ok, Thương lần này rất là nhanh này. Thương là đang ở trong top các bạn. Khá là nhanh đấy. Phong cũng vậy này, Phong cũng rất là nhanh này. Mai Anh, ok. Quang Vinh. Câu B là của câu trước đúng không? Alright, Phương đúng rồi. Tâm, yep. Thảo, alright. Thùy Dương, gấu này. Tuấn, Tuấn là trả lời câu B cho câu trước đúng không con? Châu A, P A, đúng rồi. Nguyên A, Tuấn, yep, Tuấn A. Thiện Nhân A, Thiên Bảo A. Very good, Nguyên A, Long A. Như cũng vậy, Như cũng có cùng câu trả lời với các bạn. Bạn Hoa Phạm, ok, Thảo Ly, ok. Ngọc chính xác, đáp án A, pause. Ok, Kiên, alright, Trọng Hiếu, very good. Ok, chưa nhỉ? Còn ai gửi cho cô nữa không nào? Rồi, cô đã nhìn thấy Thảo nhá. Linh, yeah, that's right. Ok, so đáp án của chúng mình là pause. Pause. Câu tiếp theo. Nào, siêu 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 dễ luôn các bạn ạ. Ok, so we have A, noise. B, jeans. C, clothes. So which one do you choose? Noise, jeans, or clothes? Noise, jeans, or clothes? Ok, Thương lại top đầu rồi. Top đầu nhanh rồi. Phong cũng vậy. Phong cũng số 2 luôn, đúng không? Thùy Dương, yes. Tâm, ok. Trinh, very good. Long, Long đã lên top ha. Rất là nhanh. Ok, Thảo rồi này. Bạn Thiên Bảo chính xác này. Bạn Kiên cũng đã đúng rồi. Câu C là từ close. Ok, có bạn nào nhớ cái cụm từ là hãy đóng cửa giúp tôi là câu gì không nhỉ? Làm ơn hãy đóng cửa cho tôi ấy. Là câu gì không? Gửi vào phần comment cho cô xem nhá. Thi chính xác này. Nguyễn Thị Hoa câu C, that's right. Nguyên, ok. Châu, yep, Nghĩa đúng rồi. Khánh, yeah, very good. Hương Giang, Hoa, Mai, Hoa, Xuân Thị, ok, good. Minh Thi cô đã đọc chưa ấy nhỉ? Bây giờ cô lại nhìn thấy bình luận của con này. Cô đọc bình luận của con chưa ta? Như, Duy, Lâm,
Bảo Hân, ok rồi, Thiện Nhân chính xác, Linh ok, Tuấn chính xác, Thảo Ly, Hoa, Bảo Châu, rồi. Ah, close the door, please. That's right. Perfect. Perfect job. Ok, Tùng rồi. Cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khôi, Khôi thì phải là gần chính xác rồi. Con Thanh My, Thánh. Please, close the door, please. Ha? Ok, rồi các bạn phía dưới này. Thảo Linh này. Rồi Trâm này, Kim này. Chính xác. Alright. Đáp án C, close. Ok. Nào tiếp theo, number 3, bài số 3, exercise 3. Các con hãy chọn cho cô xem câu nào là câu đúng nhá. Number 1, don't make noise. Number 2, don't make noise. So which one do you choose? One or two? One, two, one, two, one, two. Which one? Don't make noise or don't make noise. Okay. Yes, Mike, number 1. Phòng number 2? Phòng number 2, really? Don't make nose? Okay, go number 1. Very good. Hoa, yes. Oh, sorry. This one. Giang, very good. Trinh, yes, that's right. Kiên, okay. Duy, well done. Huy, okay. Nguyên, good job. Number 1. Kim Ngân, okay. Kiên, yes. Lâm, alright. Hoa Phạm, yes, that's right. Nguyên, yep. Okay, Bảo Hân number 2, but it's not number 2. It's not number 2. Châu number 1, yep. Okay, Hiền. Hiền gửi cho cô chưa? Cô lại chưa nhìn thấy bình luận của con này. Như, dạ, như, okay. Uyển number 1, Ngọc number 1. Vi Tường number 2? No, it's not number 2. Trâm number 1. Okay, hi. Number 1. All right. So, number 1 is the correct answer. Rồi các bạn ơi, câu số 1 chính là câu chính xác. Ở đây thì mình có cái cụm đấy là đừng làm ồn nhá. Đừng làm ồn thì mình sẽ nói là don't make noise. Don't make noise. Okay? Đừng làm ồn chứ không ai nói là don't make noise cả. Hả? Nose là cái mũi mà. Trong câu này thì nó chẳng có nghĩa gì hết. Vậy thì nhớ cho cô nhé. Don't make noise. Ok. Nào, tiếp theo. Cố lên, sắp xong rồi. Cô lại có hai câu nữa. Two sentences here. Number 1, the queen wants a goose. Or number 2, the queen wants a rose. Nào, sẽ chọn cho cô là 1 or 2. The queen wants a goose, or the two, the queen wants a rose. Yeah. But big number 2, that's correct. Mạnh chọn number 1, really? Okay, ngân number 2. Tâm number 2. Ok, Thái number 2. Phú 2. Gấu. Ok, number 2. Bạn Thắm Phạm number 2. Very good. Phương number 2. Ok, Thi, yes. Number 2. Nguyên, ok, Kiên, yep. Trắng Lê number 2. Khánh, Gia, Linh, ok, Kiên. Mạnh đã sửa lại number 2. Hay đó là câu trước của con nhỉ? Có lẽ là con gửi hai lần ha. Ok, vậy cô sẽ vẫn tặng cho bạn một cái một like nhá, một tim nhá. Ok, Duy, Gia, Thiện Nhân này, Bông Bông này. Rồi cô chào bạn Trang nhá, bạn Trang mới học, hy vọng là buổi học ngày hôm nay con đã theo dõi từ đầu và đã có thêm nhiều từ vựng ha. Ok, Ngân chính xác number 2. Thiện Nhân 1 hay 2 chắc là chắc chắn là 2, ok. Hải Anh rồi, Duy rồi, ok rồi. Ngọc number 2. Linh 2. Hương Bùi 2, ok. Thùy Linh 2, wow, các bạn đã làm rất là chính xác rồi đấy. Các bạn phía dưới cô cũng thấy là các con đã gửi được cho cô đáp án rồi. Vậy thì chúng mình đã chọn chính xác number 2.
Ok. Rồi, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành bài học cùng nhau rồi. Hãy ghi nhớ là chúng ta hãy thường xuyên lên website này hoặc là lên app Allo Kiddy để chúng mình học thêm thật nhiều bài tập nữa nhá. Và nếu như mà bạn nào hôm nay có vào trễ, chưa kịp theo dõi bài từ đầu thì các con hoàn toàn có thể lên fanpage hoặc là vào 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 app Allo Kiddy để xem lớp học livestream nhá. Ok. Rồi, như vậy thì hôm nay chúng mình sẽ dừng lại bài học ở đây thôi và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối thứ hai lúc mấy giờ các bạn nhỉ? 20 giờ tối thứ thứ năm, sorry, như cô vừa nói nhầm thành tối thứ hai. 20 giờ tối thứ năm tuần này nhá. Tuần này, và nhớ là đúng giờ, và hãy rủ thêm nhiều 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 các bạn khác để chúng mình cùng học với nhau cho thật là vui nhá. Ok, so goodbye and good night.